Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay với những thông tin trong tỉnh, trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật được. Thưa quý vị, ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa đến thăm tặng quà cho 35 chiến sĩ mới thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Trong chuyến thăm, đoàn được nghe đơn vị báo cáo tình hình sinh hoạt huấn luyện của chiến sĩ mới trong gần 2 tháng nhập ngũ. Kết quả, 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, đảm bảo các chế độ, nề nếp chính quy, các chương trình huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ các cấp của đơn vị còn tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho chiến sĩ, thường xuyên gần gũi, quan tâm, giáo dục, động viên kịp thời cho chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chiến sĩ mới trong thời gian qua, đồng thời động viên các em tiếp tục học tập, huấn luyện, đạt nhiều thành tích, xứng đáng với truyền thống quê hương Thủ Thừa anh hùng. Lãnh đạo huyện Cần Đức cũng đến thăm tặng quà cho chiến sĩ thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2019, đang học tập huấn luyện tại Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 93, Sư đoàn Phòng không 367, đóng quân tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe đơn vị thông tin về điều kiện học tập, kết quả huấn luyện của 70 chiến sĩ, lãnh đạo huyện Cần Đức bày tỏ sự vui mừng khi biết các chiến sĩ mới nhanh chóng khắc phục khó khăn ban đầu, thích ứng với môi trường quân đội, chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Các hoạt động huấn luyện kỷ luật, thể lực, giáo dục chính trị, tư tưởng được các tân binh thực hiện nghiêm túc, đi vào ổn định. Nhiều chiến sĩ được biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng ngày, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cần Đức đến thăm tặng quà 30 chiến sĩ đang học tập huấn luyện tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Động viên các chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương Cần Đức, luôn giữ gìn mối đoàn kết, phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong lao động, học tập cũng như huấn luyện. Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Hưng tổ chức đoàn đến kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thị trấn Tân Hưng. Tại mỗi cơ sở kiểm tra, đoàn yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe những người trực tiếp chế biến thực phẩm, mẫu lưu thực phẩm cùng các loại giấy tờ khác có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu. Đối với một số cơ sở chưa thực hiện lưu mẫu, chưa xuất trình được giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ, đoàn kiểm tra nhắc nhở và lập biên bản xử lý. Bên cạnh việc kiểm tra, đoàn cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt quy định vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Trong đó quy định mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản có một bảo tàng cấp tỉnh. Cụ thể, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản có một bảo tàng cấp tỉnh. Đối với các bảo tàng chuyên đề cấp tỉnh, căn cứ yêu cầu công tác quản lý, điều kiện thực tế của địa phương, nghiên cứu rà soát, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất các bảo tàng có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu tương đồng hoặc sáp nhập vào bảo tàng cấp tỉnh. Duy trì số lượng chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện có, căn cứ vào yêu cầu công tác quản lý, điều kiện thực tế của địa phương, rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các ban hoặc trung tâm quản lý, ban quản lý di tích trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất thành một đầu mối cấp tỉnh, chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và theo dõi các hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, hoặc nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập ban quản lý di tích cấp tỉnh vào bảo tàng cấp tỉnh. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ quà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn tranh chấp ở cơ sở. Mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ quà giải viên ở cơ sở, góp phần tạo chuyển biến trong công tác quà giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, giảm số vụ việc phải đưa ra tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết, tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của nhà nước.
Theo đó, giai đoạn 1, ít nhất 95% tổ quà giải ở cơ sở được kiện toàn theo quy định. Từ 60 đến 70% quà giải viên được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương. Tỷ lệ phải đạt 100%. Giai đoạn 2, 100% quà giải viên ở cơ sở hàng năm được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Ít nhất 90% quà giải viên được tiếp cận và sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ để tự nâng cao năng lực nghiệp vụ quà giải. Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết nhiều doanh nghiệp dệt may đã nhận đơn hàng hết quý 3. Đây là tín hiệu tích cực để ngành hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, tuy tốc độ tăng trưởng quý 1 chậm hơn so với cùng kỳ năm 2018, song điều này chưa nói lên được xu hướng của cả năm vì xuất khẩu dệt may theo chu kỳ thường tăng trưởng mạnh nhất vào quý 3. Với các doanh nghiệp sợi, sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, tới nay thị trường đã khá hơn, không còn tình trạng vận hành lỗ hoặc tồn kho lớn. Doanh nghiệp đã dần xóa vốn và có lãi. Hiện đa phần các doanh nghiệp đã có đơn hàng hết quý 2, thậm chí đến hết quý 3 và cả năm. Thưa quý vị, công viên vườn hoa là những nơi thường tập trung đông người. Bất chấp những biển cấm đưa vật nuôi vào, nhiều người ở Hà Nội vẫn thả rông, huấn luyện chó dữ trong công viên mà thiếu những biện pháp bảo vệ. Ngày cuối tuần, khu vực công viên Thống Nhất Hà Nội đông hơn hẳn thường lệ. Trong khi người dân đến đây để đi bộ, tập thể dục thể thao, thì không ít người lại tụ tập thả rông, huấn luyện chó, bất chấp biển cấm được đặt tại các lối ra vào, thậm chí là có bảo vệ ngồi gác. Những cảnh như thế này khiến cho nhiều người cảm thấy bất an. Đi vào công viên là nơi để cho mọi người tập thể dục, đi bộ và cũng thư giãn ở trong công viên, nhưng mà cũng nhiều người nói chung là cũng đã được nhận những thông báo rồi nhưng vẫn đưa những thú nuôi đấy, như những chú chó rất là lớn đi vào trong công viên thì cũng dù có được huấn luyện hay không huấn luyện, nhưng mà vì nó cũng là những cái con vật mình không thể lường trước những cái sự việc xảy ra như thế nào, thì đó nó cũng là một cái mối rất là nguy hiểm với cả tất cả cộng đồng mình. Không những vậy, việc thả rông, huấn luyện chó còn gây mất vệ sinh nơi công cộng. Từ bao giờ, nơi đẹp nhất của công viên lại trở thành địa bàn để các chú chó thả sức bơi lội, vui đùa mà thiếu đi những biện pháp an toàn. Nói chung là tôi cũng lo lắng cho trẻ này, nhiều lúc sợ nhỡ cái nhiều các con chó có thể là nó đang rất bình thường, mà nhiều lúc có phải con chó nóng trời thì nóng oi bức ngay có thể nó cũng rồ lên nhỡ nhàng mà không thể để ý được đến cháu cái, nó sồ vào phát thì cái đấy là cái bất ngờ không thể biết được. Thế đâm là những cái lo lắng của cái nhất là cho các cháu nhỏ này không thể biết được. Nghị định 90 năm 2017 có hiệu lực đấy, thì pháp luật đã giao cho rất nhiều lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, và điều đó dẫn đến là tình trạng là cha chung không ai khóc, tức là không có một lực lượng nào là chủ công trong cái vấn đề này cả, và do đó mà cái tính hiệu quả nó không cao. Phớt lờ những biển cảnh báo là hành vi coi thường pháp luật và thiếu ý thức bảo vệ môi trường công cộng. Nếu như tình trạng này bị buông lỏng, không được xử lý nghiêm, sẽ trở thành nỗi lo sợ của nhiều người. Đặc biệt trong thời gian gần đây, rất nhiều trường hợp bị chó dữ cắn đến tử vong.